phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Cả nhà ơi, xin chào. Cả nhà ơi, mình mới lấy về hai thùng xương ngựa, cao xương ngựa cả nhà. Hôm nay mới lấy về này, ngày mai mình sẽ gửi cho cả nhà, cho khách. Nè, ở trong nó vậy nè cả nhà. Đây là một set nè. Đó. Đây là một set. Ở trong nó có hai chai lớn nè, hai chai nhỏ. Hai chai lớn, hai chai nhỏ như vậy. Ngon quá. Cái này là một set gì là 720 gram. Là uống trong vòng 1 năm á cả nhà. Làm đẹp không? Cái này là con dấu của chính phủ Hàn Quốc nha. Cái này là cái sản phẩm này là của chính phủ quản lý á cả nhà. Biang này. Biang hả? Sang lại vậy? Tại nó sao ăn lại vậy? Nó quá xíu luôn. Nãy giờ ăn mấy viên rồi? Nhiều lắm không biết. Trời đất ơi, ăn nó nhiều lắm biết không? Một ngày ăn 20 viên thôi. Hết biết rồi. Ăn nhiều quá không được đâu nha. Ăn ba cái. Trời ơi, ăn nhiều quá không được. Cái này là vitamin nè cả nhà, vitamin C. Vitamin C quýt chê chu. Cái này coi cô chú. Ở cái trong này. Đây. Cái này, cô chú ơi, cái này là cái này giống nhau. Ờ giống nhau. Cái này ở đây có, cái này không có là giống nhau hết cô chú à. Ở trong đây là có dạng viên vậy nè cả nhà. Đó, cái dạng viên mà cái này á, cái dạng viên như viên thuốc vậy nè, mà là nén thành viên mà vitamin C cho em bé ăn hoặc là người lớn ăn á. Nó chua chua ngọt ngọt. Một chai lớn vậy là 500 gram nè. Một hộp lớn vậy 500 gram nè. Nè. Đó. Cô chú ơi. Cái này á. Cái này giống nhau. Ừ, người Hàn Quốc cực thích đồ bi, cực thích ăn. Đó, ăn nãy giờ quạnh. Cái này non quá. Non rồi ăn cứ nói từ. Ăn thôi không ăn, ăn nhiều quá không được. Cái này nó xương rồng nữa nha. Cái này là vitamin xương rồng. Rất là tốt cho mắt. Cô chú, cô chú ăn đi cô chú. Mệt chết luôn. À đây cô chú. À cô chú à. Giờ để mẹ làm sắp xếp lại cái cao xương ngựa nè. Ăn đi cô chú. Mẹ ơi, cô chú không có miệng hả mẹ? Không có. Nhưng mà sao không ăn? Ăn đi. Cô chú. Con gãy gần quá, cô chú không thấy ăn. Cô chú, cái này non nè. Cái này là để ngày mai mình đóng thùng xong rồi mình gửi. Mình gửi máy bay về Việt Nam. Ở đây một thùng nữa. Còn cái này là dầu thông đỏ. Dầu thông đỏ mình hôm nay là đã tới Việt Nam đã giao khách rồi đó cả nhà. Mà cái này á mình lấy về uống nè. Cô chú ơi. Cái này gì nè cô chú? Cái này là màu trắng mà ăn là màu vàng được cô chú. Nha cô chú. Ăn màu trắng rồi là màu vàng được là sao? Ăn màu ngậm 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 ra màu vàng đúng không? Cái này vitamin nó ngậm ngậm hỏi ra màu vàng đó nhà, tại vì quýt mà. Ôi, để mẹ khui cái thùng này ra là gì gửi cho mẹ với gia đình nè. Gửi cái thùng này nè, cái hộp này là 120 viên rồi cả nhà. Cái này còn mới không có khui ra được nè. Ở trong nó có hai hộp nhỏ nữa. Mẹ thì khui mẹ nhớ được. Là 120 viên, ừ. Cái này là cái loại khác nè. Cái loại cũng là một hiệu nhưng mà cái loại trắng này nó đắt tiền hơn. Nó đắt tiền hơn cái loại vàng này nữa. Mình uống trời gửi quá trời luôn nè. Gửi quá trời gửi luôn mấy hộp đây. Cái này là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Cái này 2. Cái này hộp này là 60 viên, cái này là 120 viên rồi. Cái này là 240 viên. Ừ, cái hộp này hộp bự nè. Trời ơi, gửi qua quá trời uống sao hết nè. Cái này là cái của phần của mình để mình uống đó cả nhà.
để mình để dành uống nè. Bây giờ tại vì giảm giá đó cho nên là mình tranh thủ, chứ ngày xưa mà cái hộp 120 viên này thôi là ở Hàn Quốc bán 7 triệu á, 7 triệu won, ý 7 triệu tiền Việt Nam mình nó 350.000 á, nhưng mà bây giờ nó giảm rẻ xuống rẻ ghê luôn, cho nên là tranh thủ mua. Tại cái này á, cái hạn sử dụng tới tháng 12 thôi, nhưng mà mình để có thể để ngăn mát á, mình uống 3 hoặc là 6 tháng cũng được, nó bình thường, tại mình để ngăn mát mà, cái này không sao. Trời ơi quá trời luôn, sao gì gửi nhiều quá vậy ta? Không biết. Gửi gì nhiều vậy nè? 1, 2, 3, 4, 5. Tại thương. À tại thương hả? Nè cả nhà, mình mới đi chợ 5 ngày mua 2 con gà ác. Trời ơi, sao gà ác mà nó bự dữ vậy ta? Cái này là gà đen chứ không phải gà ác à. Kêu bằng gà ác nhưng mà nó bự quá. Mua 2 con bự về luôn nè. Rồi về mình hầm xăm. Hầm xăm đây. Nói chung là nhà có gì ăn đó, bán gì thì mình ăn cái đó thôi. Xăm này là xăm nhỏ, loại xăm để mình hầm gà cả nhà. Nếu mà nó còn sình đất thì thấy nó đẹp hơn hay khi mình rửa ha. Rửa nhìn nó trắng trắng, nhìn như không bằng quần áo vậy. Nhìn thấy nó hơi bị quyến rũ ha. Giống như đó, để mình hôm nay mình hầm xăm 2 con gà này. Mua hai con gà mà cho một nhiêu chân gà nè cả nhà. Một nhiêu chân gà chắc tầm 300g nè. Đó, bỏ vô cho mình luôn, mình hầm cùng luôn. Chờ hai con gà đi. Tưởng đâu gà ác nó nhỏ, mua hai con rồi cả nhà. Mà nó bự quá trời bự luôn nè. Một con gà ác mà nó bự như vậy luôn. Bự quá trời bự luôn, chắc ăn tới ngày mốt quá. Giờ mình hầm xăm hai con đó. Cái này là xăm mình rửa rồi nè, nhìn đẹp không, quá trời đẹp luôn nè đó. Bỏ vô nha. Thường thường gà hầm xăm á thì mình bỏ vô bụng, mình bỏ nếp đồ vô, con này mình hầm vậy thôi, mình không bỏ nếp. Hôm nay mình không ăn nếp, bỏ vô bụng nè. Đây là táo tàu nè, tỏi. Cái này là cái bịch giống như là thảo mộc ở cả nhà, các loại cây nè, cây giống như thuốc nam á, bỏ vô đây cho nó thơm. Hầm gà nè, thuốc bắc thuốc nam này. Cái này mình hầm bình thường thôi nha, hầm 40 phút. Nè cả nhà, quá trời ngon luôn. Wow, cầm lòng sao đặn đây. À bỏ mà thế rồi. Con muốn nuôi gà. Bậy không? Gà này ăn mà nuôi gì? Nè Bi, à nè ba. Ừ. Nè Bi hả? Mình nấu chín rồi, đem ra nè cả nhà ơi. Nè Bi ăn cái này nè. Nhỏ mà rồi ăn cái bự rồi. Để mẹ lấy cánh cho nha ha, ăn đùi. Quá trời ngon luôn nè Bi ơi. Ăn cánh. Mời chú ăn cùng kìa. Ăn con cánh này nè cô chú. Mời đàng hoàng coi, đưa miếng thịt rồi coi. Ừ, vậy đó coi. Wow. Nè, trời cái sớ nè cả nhà, cái thịt sớ nè, để ăn thử đi. Ngon quá Bi. Ủa tuyệt vời. Con gà này mình mua gà tươi nè. Để xét cái đùi thử coi người ta có nói đúng không. Chứ ở chợ người ta hay nói, điêu lắm, người ta hay nói sai lắm cả nhà, giống như bán. Tại vì á, có khi người ta để tủ đông á, ở nhà người ta rã đông, người ta bán, người ta nói với mình là gà tươi. Nhưng mà nãy ấy mình mua, mình nhìn thì là gà tươi. Nó nhìn là giống như nó còn tươi lắm luôn, nó khác gà đông. Gà đông nhìn là cái xương nó đen. Ăn của mình cả nhà ơi. Ủa sao con ăn gì? Con mẹ gắt cho con nhiều nè. Con muốn ăn da hả? Ăn da nhiều không tốt đâu con. Nè
ăn da nhiều không tốt. Sốt không? Muối. Muối. Ừ. Muối chút xíu. Ừ, con ăn hết đó đi. Ăn da nhiều không tốt. Nghe không? Dạ. Ừ. Trời ơi, xăm sao ngon dữ ta. Trời ơi, bột này cả nhà ơi. Bây giờ. Ừ. Xăm bột quá. Bột quá trời bột luôn. Mình chấm với muối chanh. Ừ, con chấm với mẹ đi. Cầm nguyên cái đùi này ăn không bi. Master, ngon. Mình mua con hai con gà này 1 triệu tiền Việt Nam đó nhỉ. 25.000 một con á. Gà ác nó mắc hơn gà thường. Trời đất. Sao ăn lần nào nó cũng bẻ nó cũng gãy vậy chứ. Ngon không đi? Dạ. Cái thịt gà này nó ngọt hơn gà bình thường cả nhà. Mà cái này siêu thị không có bán nè. Hồi siêu thị Imart nó có, lâu lâu có bán. Giờ lâu quá mình tìm không gặp. Nhưng mà chỉ là gà đông lạnh thôi, không có gà tươi đâu. Ở chợ này mình mới mua được gà tươi nè. Trời ngon quá. Ngon không? Dạ. Ngon quá xỉu luôn nè. Ui trời trời. Ngon. Trời ơi. Ô. Ô. Cái cô à? Ba cho cái cô kìa. Mẹ không biết luôn. Ba á Vi, ba không có ăn được nóng. Ba không có cầm được nóng luôn. Nói chung là nóng là không thích đó. À, ba thú đi cho gần đó. Ừ. Là ăn cái gì hay làm cái gì nóng là phải có mẹ xía vô á. Thì ba mới làm được chứ không thôi, ba không làm được. Mẹ cũng không hiểu là trước khi gặp mẹ là ba sống như thế nào á Vi. Không lẽ nóng là không làm được, là không ăn được. Rồi ngồi để nguội sao? Thiệt luôn á ba nhà. Nóng là dở lắm, trời ơi, có khi nhìn á, nhìn ngứa mắt. Nhìn á cũng không có đến nỗi là nóng phỏng tay đâu, mà có cái nè, vậy nè thì mình là phụ nữ mình bóc được mà sao đàn ông mà bóc không được. Cái da đàn ông nó bóc bóc sao ba thả cho nó coi. Có mình có chút kêu. Dạ không ai chịu ăn ức hết trơn á. Cảm ơn con. Nó phải không? Ừ, dăn con phải không? Đó, nhỏ cho mà nói vậy làm tội nghiệp nhỏ không? Kỳ quá kỳ cục mấy ha. Bá kỳ cục sợ. Dạ. Rồi xé ra luôn cho nên nè. Rồi có cần đút cho luôn không? Đó. Phục vụ tận răng. Cái đùi nó ngon. Quá sáng ngon luôn á cả nhà ơi. Cái đùi nè. Trời cái đùi này Vi quá sáng ngon luôn mà ba không ăn đùi. Ta đi mổ cô đà. Vi cho chị nè. Vi thích thịt. Thích thịt đúng không? Ừ. Ôi giời. Trời ơi, ăn cái bao câu luôn. Chết trời. Cái đó là cái phao câu đó Vi. Dài dài. Ừ thì dài dài là cái phao câu. Chà chà chó. Đi chợ 5 ngày mà. Đi chợ đi thăm 7 gì đó. Trời đi riêng ghét luôn. Tại không có kịp thời gian. Không có kịp thời gian về đón Vi đi học á.
Tại hôm nay mình đi lấy cao su ngựa đó. Cao su ngựa đi đi về hết gần 2 tiếng. Cao su ngựa là cái gì? Cao su ngựa là man bơ đi. Sao vậy? Ông cần gì? Sao thích ăn ăn cái này? Tôi không cần nghe. Ừ. Ở đâu mà kiếm gặp hay vậy? Ở bộ ơi. Không cần gì. Ăn cái phao câu. Thường thường mình cắt bỏ cái phao câu, nhưng mà hôm nay muốn để cho nó đẹp con gà. Chứ bỏ cái phao câu nhìn con gà nó không đẹp nữa. Coi. Sao vậy? Coi ba. Coi cái gì? Coi ba coi làm cái gì? Thì ba đang ăn đó. Ba đang ăn cánh hành đùi. Kim chi đâu nè? Kim chi đây nè. Tèn tè. Apa kim chi mà gọi là khó tay răng kim chi? Mùi xương kim chi? Khó tay răng kim chi. Khân kim chi. Anh ơi. Ừ. Anh làm cái gì? Ừ. Chào ba. Ba bùi hơi lúc hình. Ừ. Anh ơi làm cái gì? Ăn cơm. Ăn cơm là cái gì? Ừ. Anh ơi. Ừ. Mẹ thương không? Không. Anh ơi. Con đẹp không? Con đẹp. Anh ơi. Ừ. Mẹ đẹp không? Đẹp. Hỏi nhỉ ông mà giúp ừ. Anh ơi. Ừ. Thương mẹ không? Ừ. Anh ơi, thương Phi không? Con yêu. Anh ơi. Con đẹp. Anh ơi. Ừ. Thương mẹ không? Ừ. Anh ơi. Ừ. Thương Phi không? Vậy đó mà hiểu cả nhà. Con ơi. Bắp bố với cái thắt chung một chà. Anh ơi. Ừ. Anh ơi. Ừ. Anh ơi. Ừ. Anh đã thích quán tụi tì không? Được, món ăn chưa được đi. Trời 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 trời. Quán tụi tì. Quán tụi tì. Sao mà ba bắp ừ. Quán tụi tì. Quán tụi tì. Trời đất ơi. Sao mà quán tụi tì. Bún nhỏ gì mà mạnh dữ vậy trời. Nhưng mà chung nào. Nhưng mà ba tì. Quán tụi tì. Quán tụi tì. Quán tụi tì. Quán tụi tì. Chết nhỏ rồi. Quán tụi tì. Quán tụi tì. Thầy xin. Quán tụi tì. Quán tụi tì. Mẹ bốc xô cho. Mẹ trả đầu cho. Quán tụi tì. Quán tụi tì. Ai da. Nè, quán tụi tì. Xuân xuân ơi, xuân đã về, con nói vui nào vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Hát rồi. Tí. Xuân xuân ô xô la đê, tín tư vấn hề này dễ xuân đê. Xuân xuân ô xô la đê, tín tư vấn hề năm mô xô, xuân xuân ô xô la đê. Cánh nắp vấn hề này dễ xuân đê. Xuân xuân ô xô la đê, tín tư vấn hề này năm mô xô. Bi. Bi. Chú. Miếng. Chính mày bị lầm chẳng nè mẹ. Ừ. Mẹ, bị ca là bị ca. Mẹ là gì nè? Ca Hàn Quốc ca nhìn nằm, ca Hàn Quốc ca nhìn nằm. Không. Ca nhìn nằm thôi, ca Hàn Quốc một cái rồi. Bi với mẹ là người Việt Nam, ca Việt Nam. Ca bài gì? Tê 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 rồi. Tê 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 rồi. Tê 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 rồi. Tê tê trong yên mọi người. Này tê 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 cho bữa nay. Này tới nữa, được rồi đó, được rồi đó. Mẹ làm chứ. Mẹ ơi con. Không, cái nào không phải chơi chung nhau chứ. Chơi chơi chung nhau, chơi riêng đi. Không phải chung nhau chứ.
Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn, chín mười ngày qua chưa trang tình thương. Miêu phải nhặt thả lưng vào luôn, nhìn này. Thả lưng vào. Làm cái gì vậy hả? Anh lưng cơ. Đi phải học nhiều tiếng Việt Nam. Mình làm đi. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Nước kia giúp cho nó khóc. Nè nè. Giúp cho giúp cho kia lại. Mẹ làm đi. Nhanh, đừng có quên. Gọi nó xong rồi. Không. À. Trời. À, mẹ là mẹ nói là đi làm theo. Nói cái gì? Là mẹ mẹ nói là mẹ nói ba lần là đi nói ba lần. Ừ. Là đi học được. Trời ơi, có ngại á, ngồi ăn không, không chịu nói, có ngại, ngồi nói không chịu ăn. Hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà ơi, bye bye cả nhà nghe. Bye con chó. Bye nhá. Nhớ, mẹ nói đi. Nói cái gì? Nói những năm là pin nói, là nói pin làm theo rồi. Mẹ nói ba lần là pin nói ba lần. À, mẹ yêu Bi. Mẹ yêu Bi, mẹ nói ba lần chứ. Mẹ thương Bi. Mẹ nói ba lần. Thì nói từ từ Bi mới nhớ chứ. Mẹ ơi, Bi nói cho nha mẹ. Mẹ Bi yêu mẹ, Bi yêu mẹ, Bi thương mẹ. Bi làm chứng nha mẹ. Nhà, nhà đẹp, nhà idol. Mẹ không thương Bi nữa. Bi là không thương nhiều nữa. Bi là con chó. Mẹ là con mèo.